Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với cái kênh Code Gaming Mobile của mình nha. Đó thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mấy bạn biết về một cái địa điểm có thể gọi là khá là giàu đó các bạn. Nó địa điểm này sau khi mình update lên á, nó thì cái địa điểm này nó khá là giàu luôn. Đó thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến cái địa điểm này nha bạn. Đó. Đây, đây chính là cái địa điểm mà mình muốn chia sẻ với mấy bạn đây. Cái rạp ship, ủa lộn, cái rạp rạp ship đó. Thì đây mấy bạn thấy mấy cái trứng không, đó trái dứng cho mấy bạn đó. Mấy bạn cứ bắn hết cho mình đi, cô thằng này ui đang bắn mà vừa vô rồi ghẹo người ta nữa đó. Mấy bạn bắn hết mấy cái trứng thì nó sẽ rớt đồ ra rất là nhiều nha các bạn đó. Thấy không, mấy bạn thấy chưa, đồ rất là nhiều luôn đó, lụm không hết luôn nha. Thì cái khu này á thì hai người đi team hai đó các bạn thì rất là ok luôn, đồ đủ xài luôn, dư sức hai người, nhưng mà đi team 4 thì không có đủ nha các bạn. Đó đây con, các bạn thấy con rùa với con thỏ không, các bạn bắn con rùa với con thỏ đó, sao bắn sao cho con rùa nó về đích trước là mấy bạn sẽ được đây hai bộ giáp ba đây mấy bạn ơi. Nó thêm một cây a tích tầm nhiệt nữa, ok. Đó thì mấy bạn lưu ý là bắn cái con thỏ nó qua hai con rùa và con thỏ nó qua cái cành cây rồi mới cho con rùa nó thắng nha mấy bạn. Nó khi vậy mới rớt đồ ra được. Đó đó là mình muốn chia sẻ cho mấy bạn biết. Đó cái khu này thì cũng chắc có lẽ là cũng có bạn biết rồi, cũng có bạn chưa biết thì mình chia sẻ cho những bạn nào mà chưa biết nha mấy bạn. Thì trong cái clip lần này á thì mình chỉ giới thiệu cái khu này cho những bạn nào mà chưa biết thôi nha. Đó. Mình chỉ giới thiệu thôi chứ mình không có làm clip về chế độ BR này nữa nha các bạn. Nó cực kỳ là lag luôn. Đó thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chơi chế độ multiplayer leo rank nha các bạn. Đó, kiểu vậy đi. Đó bây giờ mình chỉ giới thiệu thôi. Đó. Chứ nó lag kinh khủng các bạn ạ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành chơi cái chế độ multiplayer đấu rank nha các bạn. Đó thì hiện tại rank của mình đã lên được Elite 4 nha mấy bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ cho mấy bạn xem cái khẩu súng HVK40. Ủa 30 chứ, HVK30. Đó mấy bạn thấy cái khẩu súng này nó ngầu không? Riêng mình thì mình thấy cảm thấy nó giống cây M4 mà nó lai với cây BDW57 mấy bạn. Kiểu vậy đó, nó giống giống các bạn, kiểu like hai cái đó. HVK30 đó thì hôm nay mình sẽ chơi em này luôn nha các bạn. Đó thì em này mình mới nhận một cái sự kiện đó các bạn, nó mình đổi ra cái súng này đó, thì hôm nay mình sẽ test luôn sức mạnh của cái súng này. Nó thật ra thì mình đã chơi một trận với cái cây súng này rồi mấy bạn à, nó cũng khá là ok, nó cũng khá là mạnh mấy bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu với một cái trận rank. Ô mới vô chết láng xẹt kia cha nổi. Trời ơi. Đó thì cái trận rank này á thì nó cho cái mod chơi đó là cái mod Hairball. Có nghĩa là cái dịch sang tiếng Việt đó là cái điểm cứng nha bạn. Nó thì cái mod chơi điểm cứng này nó ra làm sao á thì mình nói luôn cho mấy bạn nào mà chưa hiểu cái mod chơi này. Đó. Thì cái mod chơi này nó có tương tự như là cái ABC vậy bạn, nó chiếm cứ điểm domination đó mấy bạn. Đó, nó tương tự như vậy đó. Nhưng mà nó sẽ không có cố định điểm giống như là ABC mà nó sẽ thay đổi cái địa điểm liên tục. Đó, thì mấy bạn có thể thấy là cái địa điểm hiện tại nó đang ở đây đúng không? Nó sau một khoảng thời gian là nó sẽ đổi địa điểm khác. Đó. Thì mà bên nào mà đứng ở trong cái địa điểm này càng lâu giữ càng nhiều thì phần thắng sẽ nghiêng về cái đội đó. Đó đó là như vậy, nó đơn giản thôi, nói chung là nó chỉ giống cái chế độ domination thôi, nó nhưng mà nó chỉ địa điểm thay đổi liên tục. Nó mấy bạn cứ hiểu là như vậy là ok, nó là như vậy. Nó thì mình đánh giá sơ về cái con HVK30 này nha. Nó thì tốc độ ra đạn của nó thì tương đối là cũng khá ổn định, không nhanh không chậm. Đó. Sát thương của nó thì
khá ổn đó, không thấp cũng mà không cũng không cao đó. Thì độ giật của nó nha bạn, nó tiếp theo là tới cái độ giật của nó thì nó cũng không có giật lắm, nó rất là im đó. Tuy nhiên là mình đánh giá khẩu này theo đánh giá của mình thôi, nó khẩu này thì độ cơ động hơi kém mấy bạn, nó nói chung là di chuyển hơi chậm đó. Mình thích mấy cây mà di chuyển nó lẹ nó nhanh thôi, ghét mấy cây mà nó di chuyển chậm chậm lắm các bạn. Nó thì cây này nó cũng không đến nỗi nó chậm, nhưng mà mình không thích những cây mà nó chậm chậm như thế này, nó nói chung là như vậy rồi nó. Ok, giờ nó theo mấy bạn có thể thấy là cái điểm nó bắt đầu nó di chuyển đến một cái vị trí khác nè mấy bạn. Nó đây mình sẽ quăng bom khói cho nó mù mắt ra mình đó. Má thằng này nó mắt thần hay gì vậy mà nó thấy đường mà nó bắn mình vậy, mình nằm xuống luôn mà nó vẫn thấy đường mà nó bắn mình, quái trời đâu không. Thằng này hát rồi, hát nói rồi đó. Thì do cái khẩu súng này nó di chuyển quá chậm cho nên mình cầm trái bom mình di chuyển cho nó lẹ đó mấy bạn. Đó cũng là cái mẹo di chuyển rồi, nó bị cây súng rồi bu kiến đậu nó đậu vô mình rồi. Đây cái điểm này là ngon nè, nè nè trắng cái khi nghe đây cái là nó khỏi vô các bạn đó. Ngon lành, thằng nào leo vô là bắn vỡ mồm luôn các bạn, đâu có sợ đó. Đây nè mình quăng cái chai bơm lửa vô nữa là hỏi thằng nào vô luôn rồi đó. Chiến thuật cực kỳ thông minh đến từ vị trí của cốt đó. Thì mấy bạn mà chơi với cái kiểu mà đấu ranh mà domination với mà harpoon này đó mấy bạn, thôi mấy bạn nên cầm kỹ chai bơm lửa nha các bạn đó. Cầm chai bơm lửa hoặc là cái con robot Goliath đó mấy bạn đó. Thì rất là bá luôn nha. Vấn đề là mấy bạn phải đủ cái số điểm để mà kích hoạt những cái món đó lên đó, chứ mấy bạn mà đem theo mà suýt hoài chết hoài cũng như không rồi mấy bạn đó. Quăng cái bự rồi đây là rồi, nó đổi cái điểm khác rồi, rồi thôi hết đường ra luôn rồi, trời ơi đi xuống đường này luôn các bạn đó. Hai lần nè, nè nè bạn coi bên này nha, nè hít ăn một viên rocket 1 giờ là lên đỉnh liền nó. Đây nó một em ok. Ê, còn nữa ê, từ từ nó từ từ nó ui hình quá mẹ má rồi, hình quá còn sống ít né nó chơi mình sao lông dữ vậy trời, đông vải nhái luôn á. Nó thì thêm một cái mình không thích nữa đối với cái khẩu súng HVK 30 này đó, đây là nó nạp đạn khá là lâu các bạn à, nó nạp đạn hơi lâu nó, mình không thích như vậy thôi. Mình thích cây nào mà nó cơ động, nó nhiều đạn và nó thay đạn nó nhanh đó, điển hình như là cây BDW 57 đó, cái đó mình khá là thích luôn các bạn đó. Đây mình sẽ cho một cái bơm nguyên tử vô mồm đó mấy bạn, trời đất mẹ không chết thằng nào luôn, quái trời đậu không thực kỳ vậy ta. Rồi thắng rồi mấy bạn ơi đó. Thì nếu các bạn thấy cái video này nó hay, nó hài hước, nó mang lại tiếng cười cho mấy bạn thì mấy bạn hãy để lại một like và một subscribe cho kênh của mình nha. Đó thì đó là cái động lực để mà mình tiếp tục làm các cái video nó hay hơn, nó chất lượng hơn cho mấy bạn xem nha. Đó thì mình cũng nói luôn là hình như là ngày 11 tháng 4 tức là ngày mai đó mấy bạn. Đó thì con Call of Duty Mobile Việt Nam nó sẽ ra cái bản thử nghiệm, nó thì nó dành cho 50.000 người lượt, 50.000 người thôi nha các bạn, nó tức là 50.000 lượt tải thôi, nó hên xui mấy bạn, nó hên thì mình được trải nghiệm trước, còn xui thì tới mình nghĩ là tới 17 tháng 4 nó sẽ ra mắt luôn. Nó thì mình mong là ngày mai mình sẽ được trải nghiệm sớm cái tựa game Call of Duty Mobile Việt Nam để mà review lại cho mọi người xem. Đó. Thì bye bye, hẹn gặp các bạn trong các cái video tiếp theo nha. Rồi ok. See you again. Bye bye.